Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho rằng những vết nứt chằng chịt ở dự án mở rộng trường mầm non số 2 Hòa Phong không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Ngày 6 tháng 5, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Bá Tâm, trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, công nhân đang xử lý các vết nứt tại công trình mở rộng trường mầm non số 2 Hòa Phong. Theo ông Tâm, công trình này xuất hiện các vết nứt ở tầng 2. Nguyên nhân nứt là do có ngót vật liệu từ gạch không nung. Công nhân đang xử lý các vết nứt bằng cách đục ra và đóng lưới. Trả lời về chất lượng công trình khi có vết nứt xuất hiện, ông Tâm khẳng định, cái này do kết cấu co ngót vật liệu, chỉ cần đóng lưới và tô lại sẽ hết. Việc này tôi khẳng định không ảnh hưởng gì đến chất lượng công trình. Theo ông Tâm, hiện chưa có thống kê chính xác số lượng vết nứt tại công trình. Ông Tâm cho rằng một số công trình sử dụng gạch không nung vẫn xảy ra nứt sau khi xây xong và nguyên nhân là từ gạch. Ông Tâm cho biết, dự án mở rộng trường mầm non số 2 Hòa Phong có tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, giá trị xây lắp hơn 12,2 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Như. Thời gian thực hiện công trình là 180 ngày theo quyết định phê duyệt, song dự án đang bị chậm tiến độ, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Dự án này bao gồm sang nền, nâng cao độ khu đất quy hoạch mở rộng với tổng diện tích 5.476 m², xây mới khối lớp học 2 tầng với 4 phòng học và hội trường, diện tích xây dựng 676 m², tổng diện tích sàn xây dựng 1.352 m², hệ thống tường rào với tổng chiều dài khoảng 202 m², hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, trang thiết bị xây lắp công trình và phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị phục vụ dạy học và trang thiết bị hội trường kèm theo. Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Minh, hiệu trưởng trường mầm non số 2 Hòa Phong cho hay, các vết chằng chịt đang được trám lại ở công trình không phải là vết nứt. Cái này là do trong thiết kế không có dây điện nóng nguội để sau này lắp máy điều hòa, nên tôi đã yêu cầu lắp thêm dây điện. Công nhân lắp nổi thì tôi không đồng ý, yêu cầu đi âm tường. Chính vì vậy, công nhân đã xẻ tường ra để lắp đường dây điện vào. Họ xẻ ra theo yêu cầu của nhà trường, chứ làm gì có vết nứt nào. Bà Minh quả quyết. Tuy nhiên, ông Nguyễn Bá Tâm cho hay thông tin trên là không chính xác. Các vết trám đen trên tường đúng là vết nứt và không có việc công nhân hay trường tự ý thay đổi thiết kế công trình, xẻ tường ra để đi dây điện như lời hiệu trưởng.